Hello anh em, hôm nay là thứ sáu nhá. Hôm nay thì tôi sẽ tiếp tục ra video mới để review event tuần này và event tuần tới. Thì hiện tại thì tuần này đang có event dây chuyền anh em nhé. Tuần này là event dây chuyền nâng tướng hệ xanh lá, thì sáng nay tôi cũng mới làm một vòng rồi, thì cũng ăn được một vòng đây kiếm go đô với cả 15 event coin. Pre-seed game thì anh em mua cái, nếu mà anh em có ít game nhá thì anh em sẽ phải mua cái clan coin đầu tiên này, sau đấy đến mới đến set đồ anh em ạ, 1.200 với 2.400 này, và cuối cùng là anh em sẽ mua cái gói 500 này, thì tổng anh em sẽ mua hết khoảng 10.000 game. Còn anh em nào mà nhiều game hơn khoảng 20.000 game thì có thể mua cái 4.000 này. Còn đấy thì theo thứ tự mình sẽ mua 5 2 3 1 4. Đấy anh em cứ theo thứ tự đấy, tùy vào mức độ game của anh em có, nhưng mà cái clan coin này phải mua đầu tiên nhá. Còn set đồ thì có hay không thì cũng không ảnh hưởng lắm, tuy nhiên là clan coin mỗi tháng có một lần thôi, nên anh em cố gắng lấy cho bằng được nha. Tiếp theo, event Pathfinding thì cũng giống như các event khác thôi. Thì mình cũng đổi đồ, thì nếu mà anh em nạp ít ấy với cả free thì sẽ được đến mốc 2.300. Nếu mà anh em skip hòm raid ấy, mỗi ngày thêm một hòm nữa thì sẽ được đến mốc 2.700 lấy con dai này. Còn mốc 3.100 thì anh em mình phải nạp thêm một ít, nó rơi vào tầm khoảng 70 đô ấy, thì sẽ kiếm được con sẻng. Còn như tôi ấy, thì bình thường được khoảng 2.400 thì tôi sẽ đổi 8 cục xăm này em nhá. Còn mấy cái đồ kia thì nếu mà dư ít thì đổi thêm tí thôi. 3 ngày nữa là sẽ có skill contest, đợt này là sẽ có Donigo này. Đợt này ra khá là nhiều Gian Slayer thì anh em cố gắng lấy nhá. Tại vì những con Slayer thì mình đi Gian nhiều ấy. Tiếp theo event tuần tới là token là sẽ có Haruko lại một con ghẻ nữa anh em ơi. Thì con này chủ yếu mình làm food thôi chứ cũng không có tác dụng gì nhiều lắm. Anh em cũng đợi ba tít với cả rocking nhưng mà nó cũng không cho ra là được, chắc là nó biết là anh em có nhiều token nên chắc chưa cho ra. Về event mũ thì sẽ có cannon với cả cục xăm này, rồi bình gian này đấy, thì event mũ vẫn là mốc cuối vẫn là 40.000 mũ, thì tôi cũng được 40.000 rồi, đợi tuần sau thôi. Đấy thì event hôm nay chỉ có vậy thôi. Tôi chuẩn bị đi đánh gian này anh em ạ. Đánh red thì đợi một chút, đợi cái đồ đánh gian, tháo mấy cái đồ đã. Hôm nay thì không biết con gian gì thôi, mình đợi thôi. Cung thì tháo đồ của Takeshi ra với cả con rồng, thì đấy đợi một tí nữa là mình vào chiến thôi. Được cái dây, sáng nay tôi được 2 giây luôn, à 1 giây, chứ 1 giây cho Fiona với cả sáng nay nâng con Gorado nữa. Gorado của tôi hôm nay được 10.000 attack rồi anh em ạ. Còn lại con cây xanh lá rồi, dễ rồi. Này thì diệt tận gốc thôi. Con này thì nói chung là quá dễ rồi. Sát thủ ai cầm đấy nhỉ? Thủ là bên đấy cầm rồi, tôi sẽ đánh không trận ra này em xem nhá. Ok, đổ hết áp rồi rồi, ok đánh thôi. Cố gắng mình đánh nhiều vào điểm yếu thì nó sẽ lợi em nhá.
Toàn là mấy chữ khó này. Chốt 3 được 300 mạch. Ok, tạm được. Nhanh quá lại quên. Em chú ý là bot stun thì mình mới ra skill nhá. Nó chưa stun thì không nên ra skill. Cái này bài xấu quá. Tôi sẽ chia sẻ chút về các con gian anh em nhé. Thì hiện tại thì mình có 10 con gian. Thì theo thứ tự level đầu thì sẽ có cơ hội ra con cây này, level 2 là ra con Shaman King là ngôi nhà này, level 3 là con dạng như Pharaoh này, Lord of the Dead này, level 4 là con bom này, level 5 là con choáng này, level 6 là con lửa này, Rakdos này, level 7 Madame Hell, level 8 thì có cơ hội ra con Rubik này, level 9 Shadow Lord và level cuối là Brujo Bao. Thì theo đánh giá của tôi ấy, thì con cây là dễ nhất. Sau đấy con Shaman King này thì nó sẽ ra một cái để chặn ở đầu nó ấy, thì anh em phải giết ở cái đấy. Thực ra con đấy vẫn là dễ đánh tại vì cái đấy nó không hút đam hay gì cả. Con Lord of the Dead thì anh em chú ý là mình phải đánh cái con nó tạo con hình mummy đầu tiên ấy. Nếu mà không giết con đấy thì nó sẽ sản sinh ra rất nhiều con khác. Mình phải tập trung giết con đấy đầu tiên. Đấy, con nào mà nhân bản đầu tiên thì mình phải giết nó, chứ không là nó sẽ ra mỗi lượt một con thì mình sẽ không đánh được. Automation thì nó sẽ ra quả bom, thì anh em cứ mang tướng AoE vào thôi. Con Ancient DT thì anh em con này thì sẽ có hai con Swain là con Rune Master với cả Abuto, thì nói chung là cũng sẽ dễ đánh. Con lửa này thì hơi khó chịu này, nó sẽ che hết map của mình, thì anh em cố gắng gây đam ở điểm yếu nó thôi. Để tránh nó xả skin thì anh em cố gắng nâng bộ skin passive lên thì nó sẽ ít có cơ hội đánh mình hơn. Hoặc là anh em có thể bắn cannon để stun nó thì nó sẽ không ra chiêu được. Khó nhất vẫn là con Madame Hell. Con này thì nếu mà anh em đi tầm boss 7 trở lên là nó sẽ có cơ hội ra rồi. Thì con này anh em cố gắng phải mang một con AoE dọn sạch bàn đi. Ba tít thì nó sẽ có cái phần trăm hên xui ấy, tại vì ba tít chỉ dọn được 3 mục tiêu thôi mà nó ra ba con lợn với cả con tướng chính nữa, thế nên là 4 mục tiêu, thành ra
thi thoảng nó cũng sẽ diệt được ba con lợn đấy, nhưng mà về nói chung thì nó vẫn không sẽ giết hết được. Như tôi đánh ma đâm heo thì tôi sẽ mang rồng, còn em khác thì có thể mang những tướng khắc hệ như nó, ví dụ như là con san màu xanh lá thì anh em mang tướng đỏ như này, ví dụ như Scarlet này hoặc là Abuto cũng được, Queen đấy. Con Rubik này thì dễ này, nói chung là cố gắng tạo được rune 5 thôi, xong mình nối thì sẽ được nhiều đam và mảnh. Shadow Lord thì nếu mà nó nộ thì nó sẽ ra một cái hình bia mộ anh em nhé, thì sẽ có con Galeniel nó sẽ diệt được rồi, nó là tướng mảnh. Còn Bujobao thì có hai con Swan, bây giờ có ba con là có Rocking này, Beast Hunter với cả con mới con Kagi gì đấy, thì nói chung Bujobao thì cũng dễ. Còn khó nhất vẫn là con Madam Heo, thì anh em cố gắng phải đánh vào điểm yếu của nó để nó bớt ra năng lượng ấy. Với cả mình mang tướng AoE để khi nào nó ra skin thì mình sẽ diệt được con lợn, chứ không thì con lợn ấy nó cứ hút cái rune của mình ấy thì mình sẽ chết sớm. Đấy là một số kinh nghiệm đánh gian của tôi nhé. Còn anh em nào mà có kinh nghiệm đánh gian khác thì cứ chia sẻ lên đây cho anh em tham khảo. Hiện tại thì tua năm mần của tôi thì hôm nay tôi cũng hết sạch team mà cũng chả còn gì mà đánh nữa. Bây giờ mà mua team thì chắc tốn hết 800 gam nhưng mà cũng chưa chắc được vào top 10 anh em ạ. Nên là để tôi xem lại cái bảng này sao nữa. Nếu vào 10 bảng 16. Thực ra nếu mà đến hôm nay mà mua team thì có thể được vào được top 10 này thì cũng ok đấy. Mấy người dưới là nói chung là hết hết lượt hết rồi, không còn ai còn lượt nữa, bỏ ra kém 100 điểm, gần 100 điểm. Cái này một ván thắng là ăn được, mà quan trọng là có thắng được không hay là bỏ 800 game ra xong lại gặp một địch khỏe thì khó. Nếu mà bỏ 800 game ra được thêm một cái hòm nữa ra đồ xịn thì không sao. Tuy nhiên đây thì 14%, 21% này, 21% là ra xịn này, 22 này, có thêm mình nộm nữa này, chỉ có 22% là ra đồ xịn thôi, còn nói chung là toàn đồ đẻ anh em ạ. Thế nên là cũng khá là hên xui, để sáng mai xem nào. Thì event tuần này nó chỉ có thế thôi. Cái event mở hòm thì hôm qua nó đã có bản cập nhật và fix rồi nhá. Anh em vào game thì xem bản ấy rồi fix, rồi nhận lại hòm đồ của mình để ăn được cái mốc 50 nhá. Còn cái mốc 200 thì chắc chắn phải nạp rồi anh em ạ. Thì anh em nào có câu hỏi gì về event này và những event sau thì cứ comment phía dưới video tôi nhá. Tôi là Đỗ Thạch Đăng, chúc anh em một tuần làm việc vui vẻ nha. Xin chào.